Được rồi, tiếp tục này. Thế thì bây giờ ấy, vấn đề của mình bây giờ đặt ra ấy, đấy là chúng ta sẽ phải đọc cái file đấy mà chúng ta chưa biết được là số lượng sinh viên trong đấy như thế nào. Thì lúc đấy anh em mình sẽ có cái này, file and file. Thì tháng này là ra mà chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu con trỏ đã trỏ tính đến phần tử cuối cùng của file này chưa. Thế thì thay vì chúng ta đọc với một số lượng xác định trước thì chúng ta sẽ làm một cái đồng như này. Why chấm than phi and phi của phi f có nghĩa là con trỏ trỏ vào cái phi f này, ở trong phi f này nó chưa trỏ đến vị trí cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục thực hiện công việc đấy là đọc một sinh viên f, và chúng ta sẽ hiển thị một sinh viên đấy ra ngoài. Ví dụ thế. Thì lúc mà chạy chương trình anh em mình sẽ thấy là nó sẽ đọc lần lượt này, bên A trên thị B, lần nước C mũi thị D này. Nhưng mà ở đây nó sẽ đọc con bé mũi thị D này 2 lần, mặc dù mình chỉ lưu vào trong kia là 4 phân tử thôi. Thì điều này thường xảy ra là do là sau khi em lưu cái phân tử cuối cùng nó chưa kết thúc phải ngay đây đâu, nó sẽ còn một cái ký tự ở đấy nữa, ký tự nào đấy trước cái ký tự mà kết thúc phải ấy. Đấy. Thế thì mọi người sẽ thấy là lần đầu tiên đọc thì nó lưu được cả ngữ văn A vào trong XV, nó in ngữ văn A ra ngoài. Lần thứ hai đọc nó lưu được tiết truyền thị B vào trong XV. Lần thứ ba, lần thứ tư thì nó vẫn lưu được cái đồng phụ thị D vào trong XV đúng không, và in ra ngoài. Nhưng mà tiếp tục này, lần thứ năm thì ở đây, tại vì ở đây nó gặp cái ký tự đặc biệt ở vị trí này này, nó chưa phải ký tự cuối cùng nên nó vẫn cứ chạy tiếp cái vòng lặp vào trong, và khi chạy tiếp vòng lặp vào trong thì nó lại đọc lại một lần nữa. Nhưng mà lúc mà đọc thì nó sẽ không đọc được, nó không đọc Thật được cái sau cái thằng này nó có ra phải là gì nữa, sau cái vũ thị D thì chúng ta làm gì còn gì nữa đâu, vì nó không đọc được, và vì nó không đọc được nên nó sẽ vẫn lưu trữ cái giá trị cũ. SV của chúng ta vẫn đang lưu trữ cái giá trị cũ, có nghĩa là cái giá trị này. Anh em nào đang bật mic thì có thể tạm thời tắt tạm mic được không? Hơi ồn các bạn. Và vì thế là khi mà chúng ta hiển thị lại sinh viên ấy thì nó lại hiển thị lại cái thằng SV cũ. Nó hiển thị lại vũ thị D ở đây. Thế thì ở đây có một cái quy tắc khá hay ở đây, đây là add read hay add write, nó sẽ tương ứng với cả số phân tử mà nó đọc được. Nên nếu mà gặp một phân tử nào nó không đọc được, hay là tất cả cần nếu mà add read của chúng ta ấy, mà lớn hơn không cũng đã đọc được thì chúng ta mới hiển thị sinh viên ra ngoài. Còn nếu mà chúng ta không đọc được thì nó sẽ không hiển thị sinh viên ra ngoài, thì chúng ta cũng sẽ không in lại cái phân tử cuối cùng nữa. Thực ra thì bài này nó cũng chỉ thế này thôi. Anh em mình có câu hỏi nào về cái này không? Ê, toán tử FN OP anh, nó return ra cái gì hay làm sao? Anh nói lại cái Thằng đấy. này nó chỉ thằng ấy nó không phải toán tử nữa. Thằng này nó là một hàm. Hàm này thì nó sẽ trả về cái là liệu xem là đã con trỏ đã trỏ đến cái file hay chưa. Em cứ tưởng tượng này. Nếu mà cái file của em ấy nó có dạng như này. Em đọc một dòng đúng không, thì con trỏ sẽ lần lượt nào, sau đó đọc tiếp này, sau đó đọc tiếp từng cái vị trí này. Tương tự này, và đến cái phần tử cuối cùng thì có nghĩa là con trỏ đến đây thì con trỏ nó kết thúc đúng không, hay cái đoạn ở dưới cùng mà nó không đi được nữa thì đấy là cái vị trí kết thúc file, đấy là FLF của mình ấy. Thế thì chúng ta sẽ làm cái thao tác là nếu mà cái con trỏ nó vẫn chưa đọc được cuối file, nó chưa trỏ được cuối file thì mình sẽ đọc đi được khoảng, mỗi lần đọc thì con trỏ nó sẽ dịch đi một đoạn đúng không, mỗi lần đọc thì nó sẽ dịch đi một một đoạn đúng bằng cái kích thước size SV này, và vì chúng ta lưu trữ trong đấy là 4 cái SV nên nó sẽ đọc ít nhất là 4 lần để nó đạt được cái vị trí cuối cùng. Sau 4 cái SV và một ký tự đặc biệt thì nó trỏ đến cái
file end file thì nó sẽ dừng lại, nó không tiếp tục đọc nữa thôi. Anh à, em hiểu rồi ạ. Em cần định chế độ if mà đọc read này nó không cái gì? Cái này ấy, tương ứng với cả là liệu nó có đọc được hay không. Yeah. Cái fread hay là fscanf hay fprintf thì nó sẽ tương ứng với fscanf, thì nó sẽ đảm về số lượng số mà em đọc được. Số lượng số mà em đọc được thông qua scanf. Nếu mà scanf phần trăm đây 2 lần của và a và b thì có nghĩa là đọc được 2 lần a và b. Hai cái giá trị và nó lưu vào a và b. Thì ta scanf nó sẽ giảm về số 2. Tương tự ở đây fread này cũng thế này, fread này nếu mà đọc được thì nó sẽ giảm về số 1. Thì đọc được một phần tử giảm về số 1. Còn nếu không đọc được thì nó sẽ giảm về số 0. Thế đây nghĩa là anh sẽ cố thử đọc một cái dữ liệu vào đấy. Và nếu đọc được thì chúng ta sẽ hiển thị dữ liệu ra. Còn nếu không đọc được thì chúng ta sẽ không làm gì cả. Hiểu. Vậy thì cái bài toán của mình nó đây. Thực ra thì mấy bài này em có sẵn lời giải, nhưng lời giải của anh nó rất lâu rồi, lời giải này anh làm từ năm nhất rồi. Nên là nó cũng cách đây 4-5 năm rồi. Có thể nó không còn được, nó không còn được cập nhật với cả kiến thức của anh dạy bọn em nữa. Bài này là tương ứng với bằng 12 thì này sao? Và code tương ứng thì nó nằm luôn ở trong một cái mục này. Thì cái bài hồi đấy thì anh lại đọc, anh lại không dùng cái fs string đâu, mà để đọc cái ký tự a thì đâu nhỉ. Số liệu bổ sung hiển thị nội dung file. Đó không phải đây là cái bài khác. Thế thì đâu nhỉ, bài này ấy, là anh làm theo cái là nhập mà số lượng dữ liệu vào trong, và anh lưu trữ cái số lượng phần tử tương ứng đây. Và lúc mà chúng ta đọc thì chúng ta lại đọc dựa trên cái số lượng phần tử đấy. Nhưng mà thực tế bài này thì nên làm được theo giống như anh như vậy, có nghĩa là chúng ta nhập thì cứ nhập bao nhiêu, chúng ta không cần biết số lượng phần tử, và đọc thì chúng ta cứ đọc đến khi hết file là được. Thì đây là một cách làm khác thôi để cho mọi người. Mình. Cái gì đấy? Đang lại bật mic rồi. Tổng quan cả cái bài ngày hôm nay chúng ta nó chỉ liên quan nó chỉ có mỗi hai vấn đề thôi. Nên là chúng ta dùng fread và fwrite tương ứng để đọc và để ghi. Thì nhớ là fread thì nó sẽ có bốn đối số, đấy là địa chỉ. Địa chỉ biến để lưu giá trị. Kích thước cần đọc. Số lượng biến động và con chọn cái
Còn F-Ride thì nó gần như y hệt thế này. Nó chỉ là F-Ride thì nó ghi vào file đúng không? Địa chỉ biến ghi vào file. Kích thước cần ghi. Số lượng. Và con trỏ file. Anh em mình biết thêm về thằng F đây FLF file and the file. Thằng này là để kiểm tra xem mình liệu đã hết file chưa. Thằng FLF đó một vật phải sao kiểm tra con trọng trong có những nhà vật chết rồi các chị file này. Đã có những vật chết cuối file chưa. Đấy thì anh phải copy lại cho anh em cái này để anh em mình tham khảo. Anh thử làm ví dụ một cái ví dụ nếu như mà cái chỗ số lượng kia nó không phải là một nữa mà là nhiều ấy, thì nó như thế nào đấy. À cái em muốn số lượng này đi. Em cứ làm hết lần một thì chơi không quan trọng đâu, em muốn làm nhiều lần thì em lặp thằng này đi từ mấy lần yeah. Nếu không thì mình sẽ được một mảng lưu trữ mà. Nhưng mà thôi, không quan trọng đâu, mình cứ vứt hết thằng này cho anh là một cho anh. Thực ra thì anh cũng không phải là anh chưa thử một từ từ rồi, lâu lắm rồi anh không nhớ được làm sẽ như thế nào. Thế thì bây giờ giả sử chúng ta sẽ có một cái là đúng rồi đó. Chúng ta đặt cho chúng ta mua mảng sinh viên. Đây. Có 4 phân tử đi. Và chúng ta sẽ đọc SV đúng không? Nó sẽ đọc SV đầu tiên này. Kích thước SV 4 phân tử này. Đấy. Chúng ta cuối này. Và chúng ta sẽ thử hiển thị sinh viên SV 0. 4 xem nó có chạy đúng với mình mong muốn. Thế đây là địa chỉ của phần tử đầu tiên. Thì cái SV này là con trỏ trỏ phần tử đầu tiên của bảng đúng không? Nên là chúng ta sẽ đọc và đọc cái địa chỉ phần tử đầu tiên thông qua SV. Kích thước là 4 thì nó sẽ đọc 4 phần tử tổng cộng. Mỗi phân tử đặt ra kiểu sai ở SV. Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ lưu được tất cả các cái bằng cái mạng SV đó, mình cứ in đủ 4 phân tử 0, 1, 2, 3 này thì sẽ hiển thị ra cho. Có câu hỏi nào nữa không? Ê, ra chạy. Khi anh không sai máy là sao cái chỗ mà F-Grid kia không dùng vào. Em nhớ là chúng ta lưu là chúng ta phải lưu cái địa chỉ của cái phần biến và số lượng cái biến tương ứng đúng không? Thế địa chỉ của biến là gì? Nếu mà chúng ta lưu một mảng có 4 phân tử thì địa chỉ của thằng này nó là gì? Địa chỉ nó sẽ phải là phần tử đầu tiên, địa chỉ phần tử đầu tiên đúng chưa? Mình lưu 4 phân tử. Mỗi phân tử của SV bắt đầu từ cái vị trí này này. Đấy à? Thì nó chính là cái địa chỉ phần tử đầu tiên.
Và địa chỉ của phần tử đầu tiên thì nó lại đang là giá trị của cái con trỏ. Vì con trỏ này đang trỏ đến địa chỉ của phần tử đầu tiên của bạn. Nên anh chỉ chuyển SV thôi. Còn nếu anh chuyển và SV thì nó tương ứng với cả địa chỉ của cái con trỏ này. Em nhớ ở đây là anh đã thay vào SV là dạng mảng chứ không phải là một biến như vậy nữa. Một biến thì cái địa chỉ của biến đấy nó sẽ là vài SV. Nhưng mà hiện giờ em đang khai báo rằng sinh viên SV này dạng mảng bốn phần tử. Thì mảng nó là một con trỏ, trỏ vào phần tử đầu tiên của mảng. Em nhớ nhá. Và vì thế nên là cái địa chỉ của cái phần tử đầu tiên đấy nó chính là cái giá trị của con trỏ. Nên chúng ta chỉ cần chuyển SV vào thôi là được. Cảm ơn rất bắt qua từ đấy Tôi phần cùng A có câu câu chuyện hỏi những rồi đấy. cái mình mới tính là mình phải xem xét mất đề rồi có vẻ nha. Mình muốn tạm nhiệt tốt Mọi người khác thì sao? Có câu hỏi được không? không có ạ. Thế thôi mình chắc là hôm nay cũng buổi cuối cùng rồi nên là anh em mình mà có tâm sự tuổi học là muốn trao đổi thì anh em mình cứ nói buổi buổi sau mình không còn có cơ hội nào muốn nói chuyện với nhau nữa. Đã cuối rồi ơi. Hôm nay buổi cuối rồi Tao chơi mình tỏa còn hai buổi nữa mà. đâu hết rồi, hai buổi file là hết rồi gì. Vẫn còn theo Java với an toàn thông tin nên không tiếp. Thì có người theo mình không à? Đấy thì hôm nay cũng tính là buổi thứ 25 rồi gì nữa thì mày 25 là ít đấy thì anh vẫn nhớ là có mấy buổi anh không ghi hình lại thì anh ấy không không keep track hay không không lưu cái thông tin buổi đấy ở đây thì chắc nó phải rơi vào tầm 28 buổi. 28 buổi mà chia ra một tuần trung bình là đấy 2 3 buổi. Cứ coi như là 2 tuần đấy 5 buổi nhá. Thì nó phải là 5 tuần 2 tuần. Đúng không? 11 đến 12 tuần là nó tương đương với cả 3 tháng là mình đã học với nhau được gần 3 tháng rồi đấy. Anh dạy vậy có 100 hơn điểm. Hả? Phải thêm anh. Cái Anh gì? dạy có 100 hơn điểm. Anh dạy lâu vậy mà có 100 là hơi điểm. Nhưng mà quan trọng là mình anh mở ra với ban đầu tôi chỉ là anh dạy cho công bộ trong vòng tầm 3 năm đầu tiên là anh dạy không không mất phí thôi hoàn toàn miễn phí về sau anh dạy thì anh cũng dạy kiểu anh dạy nhưng mà xong rồi nếu mà đi học đầy đủ thì anh trả tiền chỉ có tầm 5 rưỡi trở lại đây thì tao thu tiền thôi đấy bây giờ đến cái giai đoạn là tao cũng phải lăn lộn để sống thôi ngày trước thì anh ngoài dạy bọn em ấy thì anh còn đi dạy ở ngoài nhiều ấy dạy gia sư các thứ ấy, dạy thì hồi đấy tao dạy đúng mấy đứa mà nhà giàu á nó lương tháng của đấy của bọn anh của anh ấy. Tháng anh cũng kiếm được hơn 20 nhưng bây giờ thì anh không còn giàu như trước nữa rồi nên là tao bắt buộc phải thu tiền tụi mày chứ không thì anh vẫn muốn dạy mọi người miễn phí mà mục tiêu của anh ngày trước vẫn là cho tất cả mọi người có một cái nền tảng đấy để anh em mình hứng thú học và có thể phát triển được cao hơn. Thì
để mà mọi người có một cái hứng thú học vào đấy thì mọi người phải có một cái xuất phát điểm ở đấy so với những người khác. Mà biết là nếu mà mọi người sau một thời gian mọi người học ở trên trường ấy, mà mọi người mà gặp những người khác mà thấy người ta giỏi hơn mình là anh em mình rất mong là thực sự là mọi người sẽ rất mong là khi mà chúng ta ban đầu không có một cái nền tảng gì cả, anh em vào học không có một nền tảng gì cả, hỏi ai đứa nào cũng biết rất nhiều thứ và chưa chắc bọn nó đã chia sẻ lại. Thế là kể cả chia sẻ lại thì mình cũng sẽ nhận thấy một khoảng cách mênh mông giữa mình với nó, vì nó là thằng đã biết rồi. Đặc biệt là khi mà nói về lập trình, có nghĩa là những cái bước đầu tiên của lập trình em phải đánh gọi là bỏ cái tư duy cũ đi để theo cái tư duy lập trình ấy, thì cái bước đầu tiên đấy là cái bước khó khăn nhất. Mình sẽ thấy là có những thằng nó 5 phút là bằng mình học phải 3 tiếng đồng hồ, và hôm sau mình quên, và hôm sau nó em nhìn thấy đấy, hôm trước bảo với nhìn C 16 có đứa làm project cho mờ mày đẹp cũng như thế, trong khi mình thì bây giờ chật vật mãi mấy cái bài mà chưa xong. Tương đương với thế, lúc em học em sẽ thấy ra có nhiều bạn là bạn cũng không có xuất phát điểm gì cả, bạn cũng không học một cái gì thêm cả, bạn ấy cứ học hoặc học mãi cũng không vào, thì đến tầm năm 2, năm 3 là các bạn bỏ. Anh cũng biết tâm lý của mọi người, hồi trước là anh lập ra chỉ để giúp đỡ là anh em mình với những ai chưa biết gì, thì theo bên cơ bộ bọn anh thì bọn anh nhận đào tạo từ đầu. Nếu tương ứng thì bọn ta thì sẽ không giỏi, không quá giỏi. Và những bên thì sẽ đào tạo để bọn em thi đấu, ví dụ đấy người ta sẽ yêu cầu đầu vào câu lạc bộ của em phải có một cái nền tảng vững chắc, trong một khóa đấy thì người ta sẽ đào tạo tiếp để đi thi đấu. Còn anh, chủ trương của anh vẫn là lập trình là cho mọi người, ai cũng có thể lập trình được. Thế anh là chủ câu lạc bộ à? Không, anh không phải chủ, anh là thành viên sáng lập thôi. Bây giờ thì anh là cố vấn, ngày trước thì anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Trước giờ chỉ có mỗi anh Tuấn là chủ nhiệm và đầu tiên và duy nhất, cho đến bây giờ vẫn chưa có chủ nhiệm thứ hai. Thế nhưng tao không phải chủ nhiệm câu lạc bộ lập trình, nhưng mà tao là chủ nhiệm bên tiếng Anh với cả cổ đông. Mình có Cái tiếng Anh đợt nọ lúc đầu năm đấy anh. tiếng Anh đầu năm là bọn em thi tối ở trung tâm tiếng Anh. Nó không kế đợt nào anh bảo là nói gì ấy. Câu lạc bộ nói tiếng Anh hàng tuần ấy. Thì bây giờ bọn anh vẫn nói mà muốn thì Không, ý về. là câu lạc bộ đấy anh. Câu lạc bộ thì nó hoạt động ở nhiều vị trí, nhưng mà bọn anh ngày trước nổi nhất là bọn anh hay dẫn khách Tây xung quanh Hà Nội, nhưng mà từ cái đợt dịch là anh đã cho nghỉ hết rồi. Từ cái đợt hồi trước là anh hay tìm được các mối cái kiểu trao đổi sinh viên nó đến gần đây, xong rồi nó muốn đi kiểu các nước quanh quanh để nó tìm hiểu ấy, là tao hộ dẫn hết khách ở Hàn Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, đi lên quanh Hà Nội rồi. Nhưng mà từ cái hồi dịch đến giờ là anh thôi luôn rồi. Đến giờ là nó cấm cửa mà trẻ thể thao rồi gì nữa, thôi luôn rồi. Thì bọn anh ấy chuyển sang có một giai đoạn là anh kết hợp với các câu lạc bộ khác, anh dẫn bọn nó đi nói tiếng Anh trực tiếp, nhưng mà cũng vì dịch nên là nó hủy chỗ nói tiếng Anh trực tiếp rồi, không mở được quán cà phê để nói. Rồi cuối cùng mãi về sau này thì các cô ở trong trường bảo thôi thì mở một cái club nói chuyện vào một tối chủ nhật, những ai có nhu cầu thì vào trao đổi với nhau. Hả? Ngân còn gì ấy? Ồ, anh không nghe rõ Ngân là gì. Ngân nói to lên không Ngân? Bây giờ vào có được không ạ? Em có thể vào, em nói chuyện tiếng Anh thoải mái mà. Bên đấy thì thoải mái thôi, bên đấy thì thích thì cứ vào nói chuyện. Ở đấy là anh cho em cái link để vào được. Anh nhớ là hồi trước anh có mời ở trong nhóm mình rồi cơ mà. Thì lần đấy em biết kiểu
phần gì nên là em không dám vào. Cứ vào thôi, nói chung là cứ vào thôi, để anh sẽ xem mà. Có cái chia sẻ gì không? Hôm nay có cả các thầy, các cô và cô sẽ giúp đỡ bọn em. Chả biết mình nên chia sẻ đâu. Câu lạc bộ cầu lông có nhiều người không? Cờ lông thì bọn anh cũng khá đông ấy. Mày mày có thể nhắn cho anh số điện thoại ở đây để anh thêm mình tên nào. 038 038 232 232 2519. 2519 Hồng Ngân đúng không? Vâng. Bao giờ được lên trường khác tham gia câu lạc bộ cầu lông của bây giờ? Ở trong công ty thì anh làm vị trí nào vậy? Trong gì cơ? Ở trong công ty ấy à? Anh là ở vị trí Thôi, là anh á, anh là vâng. in xuồng quản lý cái gì mà bây giờ hơi ở tao bây giờ 5 năm ở trường Việt, anh làm thì anh ở Viettel. Viettel thì nó có cái truyền thống mà nó không nhận người chưa tốt nghiệp, chưa lên được, chưa tốt nghiệp thì không cho lên chính thức. Anh là tính là không chính thức, mà anh phải đi qua một cái, anh sẽ đăng ký thông qua một công ty khác để vào làm ở trong Viettel, nó gọi là in xuồng. Đây. Viết viết như này, nó có là in xuồng với out xuồng, in xuồng với nhân sự ở trong, out xuồng với nhân sự ở ngoài, nguồn đến trong, nguồn đến ngoài. Thì out xuồng là những cái công ty mà nó chuyên nhận các dự án của công ty khác để nó làm, thì nó gọi là out xuồng. Tại vì lúc đấy là nó sẽ làm, nó lấy cái nhận cái dự án đấy, nó về nó làm của nó, xong rồi nó sẽ gửi lại cho công ty đấy, thì nó gọi là out xuồng. Còn anh in xuồng là anh đến đến tận nơi, anh ở trong cái công ty để anh làm việc ở trong công ty thì gọi là in xuồng. Anh sẽ nick của bạn khoe đi Hả? nói ồn đi phát nick của Em bạn nghe cãi nhau quá. Ai cái mic? em chụp phải vào đấy, em có bút mà, đây đây được chưa, Rồi. Nãy giờ đây đây này, không em có thể gì bấm vào cả. của bạn đấy này, em chọn đây có bút này, bút đơn lẻ thôi. Anh thì anh không muốn mút đơn lẻ, tại vì anh mút xong rồi sau anh quên lại mất, anh không ăn mút. Thế mấy đứa nó hỏi bài nó sẽ không thể thiện nào. Vâng, mộng. Ký chỉ tuyển đầu năm rồi anh. Kít á, bình Vâng, thường tuyển. thì bọn anh sẽ tuyển 2 lần trong năm, một lần là đầu năm, thứ hai là tầm tầm cái đoạn này này. Đoạn này thường thường là sau một khóa C và nửa khóa C ở đấy là tuyển tiếp. Tuy nhiên thì trong kỹ thì hoạt động chính vẫn chỉ là tao thôi, nên là tụi mày mà theo các lớp của anh thì nó cũng ngang với 70% thì phải theo kỹ rồi. Ngoài ra thì về sau tụi em vào trong đấy thì tụi em sẽ có gọi là gặp các anh chị, thì sẽ có các anh chị hướng dẫn, nhưng mà lúc đấy thì sẽ không phải là mô hình học nữa. Hướng dẫn là các anh chị chỉ đưa cho em nên tìm hiểu cái này, với để tìm hiểu cái đấy thì nó sẽ có những cái phần nào, lúc đấy thì mình sẽ đề cao phần tự học của mình hơn. Còn dạng dạy như anh thì nó chỉ phù hợp với những đứa mà mới học thôi, lúc mà mình chưa có khả năng tự học mình. Và anh thì có thể hướng dẫn mọi người cách mọi người tự học như thế nào ấy. Thì lúc đấy ban đầu thì học anh thì được, nhưng mà về sau mà cứ bám tao mãi thì tụi mày sẽ không lớn được đâu. Thì tụi mày lúc đấy phải đề cao khả năng của bản thân mình. Và mỗi người cũng sẽ có một gọi là niềm đam mê với cả một phần khác nhau của IT. Không phải ai cũng thích tất cả mọi phần của IT, và không phải ai cũng định hướng giống anh cả. Chẳng hạn như anh không định hướng về code thôi nhá, anh là định hướng về giải thuật, thuật toán. Anh là hay làm về nghiên cứu. Là anh sẽ nghiên cứu một cái giao thức, một cái thuật toán ở trong tiếng Anh, tìm cách để triển khai nó ở code, ở dạng đơn giản nhất để chứng minh, nó gọi là proof of concept ấy. Chứng minh về khái niệm, chứng minh lý thuyết của nó.
rồi khi mà đã chứng minh được lý thuyết rồi thì nó sẽ phải phát triển lên một cái nào đấy để có thể sử dụng được. Thì cái việc mà phát triển lên cái gì để sử dụng được thì như bên này thì anh sẽ thuê công ty ngoài nó làm. Tao chỉ làm được cái đoạn là tao chứng minh được tính đúng đắn của bài toán thôi. Có thể nghiên cứu sâu hơn. Thì cái đoạn mà thuê công ty ngoài thì bọn công ty ngoài bọn nó, nếu mà nó làm ở cái mức đơn giản thì nó làm được, nhưng mà để làm ở mức sâu thì bọn nó sẽ không hiểu đâu. Và lúc đấy thì ta sẽ phải giải bọn nó kiểu đấy. Thế thì mô hình đấy thì anh nó giống giống như kiểu ta là thầy giáo đấy. Anh có thể dạy bọn mày ra ngoài mày làm việc, mấy đứa sẽ làm với khả năng sẽ tốt hơn anh, thực tế làm sẽ còn khả năng tốt hơn anh. Nhưng mà nói về lý thuyết thì với cả về cái tại sao nó lại thế thì anh sẽ vững hơn. Và thực sự là có những cái bài toán mà bọn em có thể làm đi làm lại nhiều ấy, nên là em có thể làm hoàn thiện trong vòng 3 ngày chẳng hạn. Vứt cho anh thì anh sẽ phải làm hoàn thiện trong vòng 2 tuần đến 3 tuần. Nhưng mà dù gì thì anh cũng sẽ hoàn thiện thôi. Có nghĩa là anh sẽ có đủ kiến thức để anh làm nhưng mà không đủ nhanh đối với những người làm chuyên nghiệp. Thì có nhiều bài toán khác nhau thì với những người làm chuyên thì người ta chỉ có thể xử lý ở trong phần của người ta thôi. Còn ta thì ta có thể xử lý ở rất nhiều phần khác nhau, kiến thức rộng nhưng mà không chuyên sâu. Là chuyên sâu về phần lý thuyết, chuyên sâu về tại sao nó thế, cái nền tảng hoạt động ở dưới nó chạy như thế nào thì anh chuyên sâu. Nhưng mà chuyên sâu về code thì thực tế triển khai ra ngoài thì ta không chuyên sâu. Hiểu chứ? Em nói lại cái đoạn mà số thì từ nãy ồn quá em không nghe thấy. Ủa là còn ồn gì nữa, đây còn ai nữa đâu mà ồn. Lúc nãy rồi, lúc cờ đấy anh nói. Ủa cái gì mà chia sẻ như thế này, chia sẻ một lần, chia sẻ lần thứ hai mất hứng của dưới được. Anh nói cái khác cũng được. Tụi em sẽ còn, nếu mà tụi em trong câu lạc bộ thì tụi em cũng gặp dài, còn nếu mà học đăng ký học thì chắc là sẽ vẫn còn ít nhất là học đến hết năm nay. Đăng ký học tao thì chắc là vẫn cố gắng học đến hết năm nay. Nhưng mà học anh thì mọi người sẽ thấy là anh sẽ luôn đề cao mọi người phải hiểu nhé, mọi người phải hiểu rõ tại sao nó thế và chạy như thế nào để khi mà mọi người đi bắt, mọi người sẽ đi bắt được. Và về sau đấy mà mình học an toàn thì mình càng cần phải hiểu rõ. Nên là anh không như các một số thầy cô trên trường đâu, mà thầy cô trên trường chỉ bảo của em là thực hiện áp công thức và ra, còn tao ta sẽ bắt mọi người phải hiểu. Nên là ngay kể cả như các môn như là toán lý ấy, bình thường anh cũng phải học hiểu hết chứ anh không học cái kiểu áp công thức vào đâu. Học anh thì cứ xác định trước là mình phải học thật để làm được thật. Có thể là không giỏi lắm, có thể là chỉ hiểu được 60%, 70% cũng được. Bảo để hiểu được 100% thì cái gì anh nói thì hơi khó. Em biết rồi, là anh thì anh dạy tụi em thì kiến thức mà anh dạy tụi em chỉ chiếm một phần rất nhỏ những cái kiến thức mà anh biết, thì chắc chắn là tụi mày sẽ không thể nào tiếp thu hết được những kiến thức mà anh có. Nhưng mà cố gắng mà hiểu hiểu được cái đấy về sau có lợi lắm ấy. Anh bây giờ thì bây giờ bọn em có thể chưa chưa biết được cái kiến thức đấy về sau nó lợi ở chỗ nào, nhưng mà tao đợt vừa rồi tao đi phỏng vấn để xin được tập nhiều nơi ấy, thì anh thấy là những cái đứa mà nó cũng đi ra ngoài nó cũng xin nhanh, kiến thức của nó không vững, nên là lúc mà nó xin nó nói đi nhỉ, nó có thể show một project vào đấy và làm. Nhưng mà lúc mà người ta hỏi thì nó không hiểu, nó không nói được. Thế người ta sẽ đánh giá là project hay là mày đi copy về chứ không phải là mày thực sự làm từ A đến Z. Mặc dù anh thì không không project nhưng mà mình có kiến thức, mình xàm giỏi. Những cái mà động gọi là chạm đúng chuyên ngành của mình có thể lôi ra mình nói nửa tiếng cũng được. Đợt đúng đợt là anh người ta phỏng vấn anh có thể lôi ra anh hỏi những cái mà anh biết, anh lôi ra anh nói liên tục. Lương cuối cùng của lương lương thực tập mà offer chục triệu là mọi người cũng biết, nó cũng dạng cao đấy. Vì anh ít khi anh thấy có người là lương thực tập chục triệu ấy. Hỏi mấy đứa ở chỗ phòng anh từ trước nó cũng thực tập ở chỗ này, này. Nó bảo lương thực tập của nó tầm 3 triệu, hàng nhà tầm 3 triệu đến 5 triệu.
kể cả những đứa mà đi làm rồi đến đây đi đâu, tại vì bọn nó đi làm rồi ở ngoài nhưng mà nó chưa đủ, chưa ra trường ấy, bọn nó đến đây bọn nó phỏng vấn ấy, lương của bọn nó được có 7 triệu, chứng tỏ lương mình cũng không dạng cao. Phỏng vấn thì tao có hỏi mấy cái câu hỏi về khái niệm và kiểu mấy kiến thức cơ bản không ạ? Có chứ, lúc nào người ta cũng như cái trên nó kỳ diệu ấy, biết cái trên nó kỳ diệu đúng không, người ta sẽ hỏi từ dưới lên trên, câu hỏi mang tính chất là 1 triệu bắt đầu, câu hỏi mang tính chất là 2 triệu bắt đầu, câu hỏi ở mức 4 triệu bắt đầu, thì người ta tương tự người ta cũng sẽ có những cái mốc đánh giá. Ở đây những cái mốc kiến thức cơ bản người ta sẽ đơn lần lượt ta hỏi các phần kiến thức cơ bản. Nếu mà đứa học Java rồi thì nó sẽ hay hỏi về các một trong bốn tính chất của Java. Đợt anh học thì đợt anh phỏng vấn thì nó còn hỏi thêm về design pattern, cái này thì anh chưa được mày được hỏi về cấu trúc dữ liệu giải thuật, hỏi thêm một cái giải thuật nào đấy, cái này anh cũng chưa dạy và chắc anh cũng sẽ không dạy đâu, anh đã thử dạy rồi nhưng mà hoặc là do khả năng tao kém hoặc là do là cái kiến thức tao dạy nó khó quá nên là số lượng người theo được ít quá, gần như cái khóa đợt đánh giá ở khóa C7, C8 à, cả cái khóa đấy số lượng mà theo được chỉ được có tầm 5-6 người thôi, cực kỳ ít. Trong khi khóa đấy là khóa rất giỏi nhá, khóa đấy bây giờ toàn đóng cốt cơ bộ ấy. Hai chị phó chủ nhiệm cơ bộ bây giờ là học sinh Anh, Diệp với cả Toàn ấy. Trước là học anh mấy môn đấy, học bây giờ đây cả mấy anh mà trưởng khách nhóm mấy anh nếu mà tụi mày tham gia web từ trước có anh Dương Quý Tùng, anh Hải, anh Trần Mạnh Tùng, đấy là nhóm học tao hồi trước, nguyên một nhóm đấy là học nhau C7 C8, học C7 thì không phải anh dạy, C7 là học sinh tao dạy. Trước anh dạy một thằng cu ở C4 thì C4 C5 thì dạy, thì thằng cu ấy dạy C7 thì có mấy anh ở trong đấy, xong rồi sau sau khi dạy xong C7 thì anh dạy C8 rồi sau anh lại dạy cả C7 C8, dạy Java, dạy SQL, dạy giải thuật, dạy toán thông tin, dạy nói chung là tí tỉ các thứ, thì cuối cùng thì bây giờ đến được các anh chị lớn thì đến là anh chị tiếp quản thôi. Thì mô hình câu lạc bộ nó thế, mà người đi trước thì sẽ hướng dẫn người đi sau, người đi sau lại hướng dẫn người đi sau nữa. Chị bây giờ định hướng theo cái gì ạ? Anh chị ấy á, Vâng. anh Toàn thì anh định hướng theo an toàn về web, anh Trần Mạnh Tùng thì anh định hướng theo giải thuật, còn nhưng mà tại vì giải thuật nó hơi khó kiếm bất sống, đang cũng muốn dịch thử xem có cơ hội nữa không. Đấy. Anh Dương Quý Tùng thì trước anh định hướng C#, xong rồi sau làm thêm cả về web nữa. Anh Hải thì vừa an toàn thông tin rồi vừa web. Quốc Anh thì trước là giải thuật, xong rồi sau cũng về an toàn thông tin luôn. Hải với các Quốc Anh là hai anh đi có thi đấu vài chỗ. Chị Diệp thì chị về mobile. Học xong anh thì chị Diệp chị theo anh Tuấn, anh Tuấn chủ nhiệm câu lạc bộ ấy. Anh Tuấn thì dạy mobile cho. Còn ai nhỉ, chị nữa chị Mến chắc là, nhưng mà chị ấy không cho câu lạc bộ học tao, nhưng cho không cho câu lạc bộ thì chị ấy theo data science. Anh Nhật thì anh theo bạn đồng, anh Trương Bình, anh Hoàng Việt Hoàng thì em theo dịch ngược cho bạn làm. Đấy, đại loại nó thế, mỗi người sẽ có một cái hướng phát triển riêng, không nhưng mà được cái hay nhất là những người đấy là lại là những người mà chơi với nhau đến bây giờ vẫn chơi rất thân. Còn anh Huy ấy, thằng Nguyễn Quang Huy mà hay viết thơ anh tình nữa, nhưng mà thằng đấy thì nó gái gú nhiều hơn nó,
nó học cũng được thôi, nó học nó ở mức trung bình khá, nhưng mà nó không đi sâu vào một cái gì cả. Tâm trí ông cứ loanh quanh với các chị thiếu nữ khắp nơi. Vì anh học Anh học cái gì? ngôn ngữ này à? Thì được những ngôn ngữ nào? Anh học được những ngôn ngữ nào á? Biết thì em biết khác, biết thì biết thôi, chứ còn bảo để học sâu thì không không nhiều lắm. Biết thì anh biết C# Java rồi C thì cộng, ngôn ngữ tính SQL cũng tính ngôn ngữ. Hôm qua là bảo để sâu thì không sâu lắm, PHP cũng biết, JavaScript cũng biết tí, mỗi thứ thì biết một tí, sâu thì không sâu, nhưng mà cần thì mình sẽ tìm hiểu được. Tại vì đấy, như ta bảo vậy, ta học với dạng tổng quan thì ta có thể khi nào cần thì anh sẽ tập trung vào, anh sẽ học tiếp, chứ còn anh không đi sâu quá vào cụ thể ngôn ngữ. Ok, anh biết cái mô hình hoạt động của nó như thế nào, nó sẽ phải học cái gì, và học cái đấy thì nó sẽ gồm những cái gì. Chẳng hạn như là anh biết là để liên lạc giữa hai ứng dụng với nhau thì nó sẽ phải cái chuẩn dữ liệu ở đấy. Khi em mà muốn gửi một dữ liệu A sang dữ liệu B thì nó sẽ phải có một cái chuẩn nào đó để cho thằng B nó nhận được cái dữ liệu, thằng A đọc được dữ liệu đấy. Cái chuẩn đấy có thể để học JSON hay là XML chẳng hạn. Thì XML thì nó dạng viết tag của HTML, JSON thì dạng viết giống như cái lập trình hướng đối tượng Java ấy, đóng mở ngoặc ý, nó có những cái thuộc tính như thế nào ấy. Anh biết được nó là như thế, nhưng mà vào cú pháp thực sự thì anh sẽ không không biết như thế nào. Mỗi lần làm thì tao sẽ lại sửa lại một lần thôi, tại vì tao tao không làm chuyên. Nếu mà tao làm chuyên những cái đấy thì kiểu làm 3 4 tháng liên tục với một ngôn ngữ thì lúc đấy tao sẽ nhớ hết. Nhưng mà tại vì anh không làm chuyên, anh chỉ làm ở cái mức là anh chứng minh được tính đúng đắn của nó thôi, anh dừng lại. Làm đến mức proof proof of concept này tao sẽ dừng lại, tao không nghiên cứu tiếp. Lúc đấy anh chỉ nghiên cứu ở phần lý thuyết thôi. Đặc thù của cái chỗ anh là thế. Thì về sau một đứa nào mà làm thì nó sẽ có các ngành đặc thù của cái phòng research and develop và thế R&D. Nghiên cứu và phát triển. Thì cái phòng này nó là nghiên cứu về một cái gì đấy để phát triển cái đấy lên, nhưng mà để nó triển khai thực tế thì nó phải có một đội khác làm, chứ phòng này nó không làm đâu. Anh là làm dạng yên như này thôi. Chính ra bây giờ anh đang sẽ làm trưởng sản phẩm, tại vì sản phẩm này chính mình đã làm tất cả mọi thứ về sản phẩm này, sẽ một mình anh làm, chả có ai khác làm cùng cả, gọi là product Đi thực tập thì trình độ như nào thì đi được anh? Như anh đi thực tập lúc đấy thì anh có những cái gì vậy? owner. Đi thực tập ấy thì tốt nhất là học về một cái ngôn ngữ hướng đối tượng, thì những như kiểu anh dạy cho mày Java này, tụi mày có thể biết được C# thì ở đấy nói chung là biết về lập trình hướng đối tượng này, biết về cơ sở dữ liệu, nghĩa là mình phải biết là mình lưu trữ ở đâu, nó truy xuất như thế nào. Thì cái cơ sở dữ liệu nó sẽ gần giống cái file ấy, nhưng mà nó sẽ có một cái khu vực lưu trữ riêng và sẽ có những cái ngôn ngữ để mình truy vấn riêng với nó. Thì nó sẽ giống với dạng Excel lưu trữ kiểu kiểu dạng Excel. Anh nghĩ đến đấy là mọi người đi thực tập được rồi, biết đến đấy là mọi người đi thực tập rồi. Còn nếu mà mọi người định hướng về chẳng hạn web chẳng hạn, thì nó sẽ có phần là front end, back end, đấy là hai phần chính của web. Thì front end là cái phần mà hiển thị ra ngoài như nào. Rồi em muốn là tạo ra một cái trang Facebook của phần đăng nhập, thì cái trang đăng nhập nó trông như thế nào, vị trí đăng nhập như thế nào, màu sắc như thế nào thì làm front end là xử lý. Còn back end là nó sẽ là chức năng khi mà mình bấm cái nút đấy như thế nào.
mình bấm nút đăng nhập thì nó sẽ làm cái gì, khi mình nhập thông tin tài khoản mật khẩu sau đấy nó sẽ làm cái gì, nó gửi mã OTP hay là nó kiểm tra xem vị trí hay là nó checkpoint hay là nó cho phép em đăng nhập hay là nó lưu trữ thông tin của em vào hệ thống này. Cái đấy là thằng backend nó ra, backend là thằng nó sẽ xử lý cái vấn đề đằng sau, còn là frontend là xử lý những cái giao diện trước mặt. Như mình học là backend này anh. Đúng rồi, mình học là backend. Frontend là giống như mày làm bút đây, đoạn này thì cần tô đậm này, đoạn kia thì cần đúng header này, đoạn này thì cần đạm bảng này, bảng thì có lề như nào này, thì frontend là giống đoạn bút. Đang mua ba thì sao anh? Mobile á, mobile tương tự luôn, full stack frontend backend thì thằng mobile cũng thế, frontend thì thằng mobile cũng là thằng hiển thị ra ngoài, còn backend là những thằng bấm cái gì ra cái gì tương ứng, nó chỉ khác mỗi là một cái hiển thị ở trên trình duyệt, một cái hiển thị ở trên điện thoại của em thôi. Lập trình mobile hay là lập trình web thì nó na ná nhau, nhưng mà web lúc nào nó cũng rẻ tiền hơn mobile. Thứ nhất là web nó là cái thường thường người ta luôn thích tiếp cận web trước, xong người ta mới tiếp cận mobile, ít khi người ta làm ngược lại. Thứ hai là để lập trình mobile thì máy nó sẽ cần hơi khỏe một tí để giả lập được cái con Android Studio trên đấy. Cái ngôn ngữ mà để lập trình mobile thì nó cũng thuộc dạng mới nên chưa có nhiều giáo trình, chưa có nhiều chỗ nó dạy, như trường mình làm gì có dạy đâu, trường mình nó vẫn dạy về cái ngôn ngữ của lỗ sĩ dùng Java để lập trình mobile. Chứ còn Kotlin hay là Dart hay là Swift thì chưa, cho mình chưa đủ khả năng. Thế ngày xưa anh tự học kiểu gì? Tự học á? Em đang hỏi là tự học ở trên trường hay là tự học ở đâu? Để anh biết mấy cái này này. Ngày xưa anh học mấy cái này như nào? Làm vài cái project là tự ra thôi, cái gì cần thì tao search Google thôi, lúc nào mình cũng cố gắng tiếp cận theo hướng tổng quan. Anh là tiếp cận theo hướng anh học hiểu, anh phải hiểu rồi anh mới làm được, còn anh không hiểu thì rất khó làm. Nhưng mà nó không phù hợp với tất cả mọi người, anh gặp rất nhiều người là người ta không thể tư duy được và người ta cứ phải làm cái đã, làm một thời gian sau người ta mới vỡ được, người thầm kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Giống bây giờ mà bảo tao đi học về lịch sử tao cũng thế thôi, yeah. Anh bảo anh học về lịch sử thì anh đích thì hiểu được lịch sử nên là anh học mãi không vào, nhưng mà ngày đấy là đọc thì rồi sẽ có một ngày em sẽ thuộc thôi, thì đấy là chuyện bình thường. Thế thì học code cũng thế, có những bạn là bạn ấy học mà bạn ấy hiểu được thì học rất nhanh, nhưng mà có những cái mà các bạn không hiểu được thì học mãi nó không vào, thì chúng ta đành phải làm được sản phẩm cái đã rồi hiểu sau. Đấy thì anh thấy là có nhiều người là theo cái hướng thứ hai, rất ít người mà theo cái hướng như anh, người ta học hiểu rồi làm được. Nhưng mà ở cái nền tảng cơ bản như này, nếu mà chúng ta có thể mà học hiểu mà làm được thì về sau tụi em debug rất nhanh luôn, và gần như là anh nhìn một phát là anh xác định ngay được lỗi nằm ở đâu. Mọi người sẽ thấy code anh không phải lúc nào code anh cũng một phát chạy được luôn, đúng không? Và gần như hầu như chả có ai code mà phát chạy luôn cả. Nhưng mà nếu có lỗi sai thì anh cũng sẽ khoanh vùng nhanh hơn người khác, tại vì ta sẽ xác định được cái lỗi đến là ở vị trí nào. Thì do cái tư duy của mình xây dựng được một cái tư duy vững chắc ấy, thì em hãy xác định cái vị trí lỗi rất nhanh, cách tìm kiếm và cách sử dụng tài liệu tìm những cái lỗi rất nhanh. Thì đấy là ưu thế của bọn anh học hiểu ở thế. Nhưng mà ưu thế của học hiểu đem một cái bất lợi là học học xong thì nó nằm ở mức học nhưng không nằm ở mức thực hành nhiều, thành ra là làm nó sẽ bị lâu. Cái đề đại học hồi trước tao mà cứ để vứt, tao làm vừa chơi cả ngày thì có khi tao làm toàn 29 30 điểm hết, thì một cái nào cũng biết làm nhưng mà anh làm không nhanh, tại vì anh mỗi lần làm mà anh sẽ phải ngồi phân tích bài toán như thế nào đấy, vì sao bài toán lại như thế, xong rồi giải bài toán tới từng bước như nào, rồi cứ làm tự vận.
Thế còn mọi người, những đứa mà nó áp công thức thì nó nhìn cái mẫu bài này nó áp công thức mà phát ra luôn thì bọn đấy lại là rất nhanh, nhưng mà có khi nó chả hiểu gì cả, nó chỉ áp công thức thôi. Anh em hiểu chứ? Để tìm hiểu sâu như thế thì anh có tìm đọc sách ở đâu hay là nguồn tài liệu ở đâu không anh? Ôi bây giờ thì ta phải đọc thường xuyên, mỗi ngày ta đọc 4-5 cái thuật toán ấy. Nhưng mà đấy là yêu cầu đặc thù công việc. Còn trước thì tụi em cứ theo tham gia một cái nghiên cứu khoa học ấy, áp tụi em phải ép mình vào khuôn khổ rồi lúc đấy tụi mày sẽ phải nghiên cứu, tụi mày sẽ phải đọc nhiều thôi. Anh đã nghiên cứu có nghiên cứu khoa học, tham gia mấy cái nghiên cứu khoa học của trường không ạ? Trước anh có, năm 1 năm 2 anh có, còn bây giờ thì anh đi làm rồi nên thôi. Nghiên cứu lúc trước của anh là gì ạ? Có hai cái, một cái nó hơi giống mảng điện tử viễn thông, đấy là thiết kế cái hệ thống quản lý các thiết bị điện ở trong phòng thông minh ấy. Chẳng hạn như là quạt với cả điều hòa, xác định dựa trên cái độ ẩm với cái số lượng người trong phòng, mình bật quạt với tốc độ bao nhiêu, điều hòa với nhiệt độ bao nhiêu chẳng hạn. Đấy là năm nhất, rồi năm hai thì làm về cái đăng nhập một lần SQL. Thì cái đấy thì em tưởng tượng thằng bình thường em đăng nhập vào một cái hệ thống ở đấy nhá, chẳng hạn là qldt.actvn.edu.vn nhé, thì em sẽ phải nhập mấy tài khoản mật khẩu đúng không? Xong em vào một cái thằng tài liệu.vn lại nhập lại tài khoản mật khẩu. Xong rồi em lại vào một cái trang web mà người khác, em lại phải nhập lại tài khoản mật khẩu. Bây giờ thằng Google có một cái, nếu mà em đã đăng nhập ở trong chẳng hạn là YouTube thì vào Gmail em không phải đăng nhập nữa, nó vẫn dùng cái tài khoản mật khẩu đấy. Vào thằng Google Meet em phải đăng nhập nữa, và Google Drive em không phải đăng nhập nữa, nó sẽ sử dụng chung tất cả những cái đó đấy. Thì đây nó gọi là đăng nhập một lần, single sign-on. Thì ngày trước người ta phát triển cái đấy dựa trên mã nguồn mở của SQL. Nghiên cứu và triển khai thử thử nghiệm mô hình như thế. Thi mấy cái giải đấu của kiểu mấy anh chị lúc nãy anh bảo. Thường ấy thì thi lập trình nó sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là nó thi dạng giống như SPOG, nghĩa là em sẽ có những cái bài như này, như này, như này. Em có thể search là ACM của Petit chẳng hạn, ACM Challenge của Petit chẳng hạn. Đấy, thì em sẽ giải quyết những bài toán đấy trong thời gian cụ thể bao nhiêu đấy, và sẽ có điểm tương ứng. À, giống như một bài kiểm tra anh cho tụi em làm ấy. Thì cái thi lập trình sẽ căng hơn. Trước có một cái cuộc thi kỹ thuật lập trình hoặc an toàn thông tin, à thì mấy đứa nhóm học sinh anh đi thi hết, mà từ đấy bọn nó năm hai thôi, bọn đấy lúc đấy mới chớm năm hai thôi, bọn đi thi hết cũng được mấy đứa là nó bằng điểm top 3 nhưng làm chậm hơn tí nữa được giải. Top 3, top 4 thì đấy tí nữa được giải, nhưng mà thôi thì năm năm 3 thì năm 2 thì nó chỉ thế thôi. Còn sau này thì nó sẽ có những cái cuộc thi khác là dạng hackathon, là dạng là project, nghĩa là sẽ cho em một project ở đấy và em phải thực hiện cái project đấy trong tầm 2 ngày đến 1 tuần, 1 ngày 2 ngày đến 1 tuần. Thì sẽ tùy vào cái cuộc thi tương ứng, nó sẽ có thể project nó dài ngắn khác nhau, độ khó khác nhau. Thì cái đoạn đấy gọi là hackathon. Còn thi về an toàn thông tin thì nó có cái thi CTF. CTF thì em tưởng tượng này, nó là em sẽ có một cái bí mật, chẳng hạn em mua kho báu, em giấu cái kho báu đấy ở vị trí ở đấy. Đấy, và những cái người khác phải phải lấy được cái kho báu đấy, tìm cách để lấy kho báu đấy. Thì cái kho báu đấy người ta gọi là flag, cái cờ ấy, flag ấy. Còn CTF là capture capture the flag, nghĩa là chiếm cái cờ,
mỗi bài của nó là chúng ta sẽ phải tìm cách nào đấy chúng ta lấy được cái cờ đấy. Có thể là cái cờ đấy là một cái mật khẩu ở trong một cái file đã được mã hóa bởi đã được nén rồi bởi thằng WinRAR chẳng hạn. Anh từng làm một cái bài đại loại như thế thôi. Thế nên mình sẽ phải làm cái nào đấy mình phá được cái khóa, phá được cái mã hóa của cái file đi và mở cái cờ trong mới ra. Có thể cái cờ đấy nằm ở trong một cái file nào đấy và mình không thể tiếp cận cái file đấy. Mình phải thông qua một file khác để mình làm cái nào đấy mình tiếp cận cái file kia, đọc cái dữ liệu của file kia. Đó, có thể cái cờ đấy nằm ở trong một cái trình duyệt browser ở đấy, mình phải tìm cái cờ đấy. Thế nào tìm được sớm thì nó sẽ được điểm tương ứng. Có một cái thứ hai là tấn công một phòng thủ, attack and defense một kiểu thứ hai. Thì cái này có nghĩa là khi tấn công, có nghĩa lấy được cái cờ xong thì em phải phòng thủ được cái cờ này trước những thằng khác, không cho thằng khác tấn công vào. Thì đấy là kiểu thứ hai của thi nắng tin, hai dạng thi nắng tin. Nghe ngầu quá anh. Nó có nhiều cái hay mà. Nếu mà tụi mày học lớp kia của anh thì chắc anh sẽ cho tụi mày làm thử vài bài, mấy bài giọng dễ thôi, không phải bài khó. Thì nó anh mình được làm những cái như vậy, nhưng mà là học xe thì làm bài tập trên C gì được, có làm bài trên C được. học học an toàn thông tin có làm bài tập trên Aspoji không anh, hay là Không, mình sẽ có những cái bộ bài tập riêng mà mình sẽ gửi cho mọi người. cái này thì học trong bao lâu? Cái gì? Khóa an toàn thông tin thì học trong bao lâu ạ? Chắc nó cũng rơi vào tầm tháng rưỡi đến 2 tháng, đâu đó tầm đấy. Vâng. Cộng cả Tết vào chắc phải tầm 2 tháng, 2 tháng rưỡi. Tết mọi người nghỉ sâu lắm, Tết mọi người em nghỉ sâu cực kỳ. Nhưng mà chắc là anh sẽ bắt mọi người học cả trong cả Tết đấy. Tôi đã không không học Nhưng vào mà những cái ngày tầm mùng 29 đến mùng 3 thì cho mọi người nghỉ, nhưng mà sau đấy chắc là sắp bình thường. thì Tết cũng rảnh mà anh có cái gì làm đâu thì học cũng được. Chưa biết được, nhiều người là không muốn học vào đấy đâu, cái giai đoạn muốn nghỉ ngơi này. Như học học an toàn xong thông tin xong rồi có biết một chút không ạ? Thì đương nhiên học xong rồi phải biết chứ, học xong rồi không biết thì học cái gì. Người tình nguyện đầu tiên này, học xong mà không biết là mày tình nguyện đầu tiên cho anh à? Thế thì anh cũng nhận thôi, cái đấy thì em phải đóng tiền xong em nghỉ cũng được, không sao cả, anh nhận hết tiền donate, tao không bao giờ tao từ chối cả. Thôi, nếu mà anh em mình không còn vấn đề gì nữa thì chắc là chúng ta nghỉ thôi chứ. 11 giờ 15 rồi. Kỳ nhờ.